Jack Bình, chiêu mộ không dưới 10.000 nhân viên trong suốt 20 năm khởi nghiệp, nhận ra nhiều thứ tàn nhẫn nhưng là sự thật. Khó tồn tại một cái tình bạn thật sự gọi là tri kỷ giữa nhân viên và sếp. Có thể có tồn tại tình bạn tri kỷ thân thiết nhau giữa những nhà đồng sáng lập nhé, giữa những ông chủ với nhau nhé. Vì sao? Bởi vì là tôi đã từng phát biểu là làm lãnh đạo là một nghề hết sức cô đơn. Thì có thể có các môi trường làm việc, đặc biệt là ở trong các startup đang gọi là không có tiền, thì cái tình cảm, như tôi tình cảm được đặt lên hàng đầu à, thì có thể có. Nhưng mà tuy nhiên với một doanh nghiệp khi mà càng ngày càng lớn lên thì nó sẽ, người lãnh đạo sẽ càng ngày càng cô đơn và chúng ta hãy làm quen với điều đó. Vậy làm sao để sếp vừa giữ cái uy của mình với nhân viên lại vừa tạo được sự gần gũi để họ tin tưởng mình? Ở NetTech chúng tôi giải quyết bằng một nguyên tắc và cũng là văn hóa doanh nghiệp. Đó là nguyên tắc 3 chữ thờ: thật thà, thẳng thắn, thông thoáng. Bản chất của mỗi người là nhân chi sơ tính bản thiện, ai cũng muốn hướng đến những thứ đơn giản, lành mạnh, vui vẻ. Mà để có được điều đó, môi trường làm việc phải không bị lựa lời hay lựa thái độ nhau, không phải bợ đỡ nhau. Khi mọi người giao tiếp với nhau bằng 3 chữ thờ này thì tự nhiên sẽ hòa đồng và thân thiết thôi. Đâu là 3 kiểu người sắc từng gặp mà sau này họ thăng tiến rất nhanh trong công việc cuộc sống. Trong 20 năm khởi nghiệp, tôi đã chiêu mộ đến vài vạn người, gồm cả người đã đến và đi. Tôi đã chứng kiến cả những câu chuyện tốt, xấu, cả những bạn thành công, thất bại, và tôi nhận thấy những người có một trong 3 đặc điểm sau thì sẽ rất thành công. Một, thật thẳng thông, chính là nguyên tắc mà tôi đã nói ở trên. Họ là những người uy tín, thẳng thắn, không vòng vèo, không lươn lẹo và rất đáng quý. Hay làm nhiều hơn nói, những người cần cù, chăm chỉ từng ngày một thì sẽ có cơ hội thành công cao hơn người chỉ giỏi nói. Tất nhiên người làm lãnh đạo phải vừa giỏi làm vừa giỏi nói mới xứng đáng. Còn những người chỉ giỏi làm mà không giỏi nói thì sẽ phát triển chậm, vì lãnh đạo phải là người tập hợp được lực lượng, gây dựng được đội ngũ. Muốn làm được điều này, họ phải biết hô hào, hiệu triệu và truyền cảm hứng. 3 thái độ quan trọng hơn trình độ. Trình độ có thể đào tạo được nhưng thái độ thì không. Họp hẹn thì quên deadline, không báo cáo, chậm tiến độ. Các kiểu thái độ xấu như vậy và nhìn đời bằng con mắt không tích cực thì sẽ khó mà thành công trong cuộc sống lẫn công việc.